sau là tôi sẽ bắt đầu đi từ đây. Triển lãm ngô xài Quốc Oai rất quy mô, rất đẹp. Từ phong cảnh cho đến địa bàn cho đến cây cối rất đẹp, rất chuyên nghiệp. Có đầy đủ các thể loại cho các bác lựa chọn, phôi chất lượng cao chứ không chỉ bày riêng những cây hoàn thiện nữa nhé. Đấy, đi vòng xem này. Khu vực này hoàn toàn là phôi Việt Lê. Đấy, có tiền ra đây mà tiêu các bác nhé. Có tiền ra đây mà tiêu. Đấy. 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 Mới thu này còn đâu là vẫn nguyên mà. Đây là của anh Mạnh nhá. Có tiền cứ ra đây mà tiêu anh. Đấy, ông nào đang bị ứ động tiền mặt thì mang ra đây. Con này cốt đẹp mà. À anh mới cho sang cái này à? Cái này trước ở trong thùng xốp đúng không anh nhỉ? Hay là cái gì? Không, ngày trước ở nhà anh nó cũng là ở chỗ xanh. Hôm em lên nó lại ở thùng xốp. Không phải thùng xốp đâu. Hay là cái gì, không nhớ. À đúng rồi, cái chậu xanh chữ nhật. Xanh chữ nhật, hình như thế. Không nhớ lắm, rõ lắm. Nhưng hôm em cũng định hỏi cái này này. Đẹp nhỉ, dã man nhỉ. Cái này giờ anh bán đi rồi, giờ thấy tiếc lắm đấy luôn. Tiếc gì em, nếu có để tiếc thì tiếc nhiều lắm. Tại vì ngày trước anh bán nhiều đồ. Không, nhưng cây như này là ít lắm. Từ xưa nó cũng ít lắm. Thụ, nhìn rất thụ. Đấy. Anh, đây là số của anh Hậu Siêu Khúc này. Đấy. Vâng nhá. Cái này hôm lên xem rồi. Trên nhà. Nhưng hôm ấy còn phôi và chưa cắt. Đấy, trồng trên cái đĩa này. Cái đĩa này. Nói chung là nó cứ gọi là hoàn hảo các bạn ạ. Cứ phía xanh quê đi các bác nhé. Khó chịu lắm các bạn, đi xem những cây này khó chịu lắm. Đây, cây này cũng của anh Hậu. Cây này là thân, không biết có phải thân ghép không. Đang làm theo lối ba vai này. Cứ lên là cắt thôi. Cây này giờ chẳng biết là rút ra rồi chứ không biết mấy trăm. Chẳng thấy khuyết điểm nào. Mặt nào nó cũng đẹp. Đấy. Chắc cũng của anh Hậu luôn. Đúng rồi, nhìn nước cây là biết. Đấy, đĩa này. Cho làm đĩa. Đấy, thời tiết đẹp, bắt đầu rất là nhiều người đi xem. Thời tiết đẹp lắm. Khu vực đi mua sắm là đây này. Phôi rất nhiều. Cây này các bác nhìn thấy yêu đúng không? Thank you.
sung này các bạn, sung này, chẳng cần có quả, nhìn đã thấy phê rồi, kinh khủng không? Như hòn đá ong luôn, sợ kỳ lân. Kỳ hoa dị thảo. Kinh điển. Sợ nhỉ. Sung ấy, nhìn dã man. Sợ thật. Xùi mà cứ lành. Quả kỳ lân. Sợ. Kỳ hoa dị thảo. Đây, cái gì này thì cũng số má, ôi trời, cũng của bác luôn. Của bác tất. Xanh si sung lọc. Tuyệt vời. Xì, tí nữa cố gắng quay sang mặt bên kia tí. Đấy, các bác nhìn thấy chưa. Đây, cũng của bác luôn. Bộ, cả bộ. Một vực. Đẹp quá. Đẹp quá. Rất đều, rất rộng. Mặt này nhìn cũng rất thuận. Sướng, đẹp. Đấy, mặt này mới là mặt chơi. Cái cổ nó lắc như cái ngọn này là thuận. Đáng đồng tiền mặt gạo quá. Có tiền ra đây mà tiêu. Thật các bạn, nếu mà các bạn đam mê cây cảnh và có điều kiện. Làm cây rất thiên nhiên, cây to này mà làm rất thiên nhiên. Cái này nó bị tắt, tự nhiên nó ra cái này à? Quái nhỉ? Quái chứ. À, nó ra thế này, nó lòi hết lên này. Thực sự là quái đấy chứ. Đấy. Lòi ra mà lại rất là lành. Thế tài. Đấy. Còn phải cây nào là giống cây nào đâu, có cây nó phẳng tét. Ừ nhỉ, nó lòi ra đấy, đẹp chứ. Cứ xùi mà nó lại xùi xùi lành chứ không phải xùi mà cứ bẩn bẩn đâu, xùi sạch. Xùi sạch. Rất là chuẩn nhỉ. Yeah. Đấy, bộ ba này cứ béo ụi. Cây lộc vừng đôi. Cây lộc vừng này cũng na na. Đây cũng tùng cũng là một dạng, một ba bốn cây này đều như nhau. Một chủ đấy, một chủ cả. Đây là bốn cây mà. Vâng. Đây chắc là một chủ. Một chủ, một chủ. Chơi ụi này. Một chủ. Một chủ. À thế à. Đấy, lộc vừng này lạ. Đúng rồi. Sao? Chẳng lạ nhưng mà cái nó đấy. Cắt ngay từ đầu chịu ấy. Nhưng mà để cái này thì đẹp. Ông hiểu không? Để này thì đẹp, có lá vào đây nhìn có lá nhìn hỏng hết. Cho nên bây giờ trông này thôi như tay có được tay đâu. Thế là làm được tay thì chết tay. Đấy như cái này của tôi, cây nhà cũng như thế này. Dở hơi này. Sai hết mấy. Có giờ mà chém tắt đi thì dở mà để có loại cây chơi dâm ấy. Thế nhỉ? Chứ nó không chơi lá. Rồi, những cây nhỏ nhỏ thì bây giờ chỉ có chơi răm. Đấy, như cây đấy thì nó là, cái đấy thì để này thì còn đây này. Đấy, cứ phun 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 nó ra quả đấy, quả đấy. Vâng. Đấy. Còn được. Quả. Không. Đúng rồi, nhìn thế này biết là một chủ làm rồi đúng kỳ không? Kỳ hoa dị thảo ấy. À? Kỳ quái đấy, cái này rất kỳ quái. Ừ, cái này cũng hiếm đấy. Sùng. Kỳ hoa dị thảo. Xăm những cái cây như thế này về làm cũng ok đấy các bạn. Hơi lâu tí. Bình phú.
sửa lại cái rễ này tí. Đấy là những cây mà có thể là vừa miếng các bác à, à, hoặc là đại đa số anh em. Thì những cây kia đẹp thì khỏi bàn rồi, nhưng mà chắc không mua được. Này được. Cây đấy. Gì đây? Cây này đẹp này. Này đẹp này. Đấy. Đấy. Nhìn như ông bụt. Đại đồng. Em vừa bảo cây nào đẹp? Cây chỗ bé. Cây bầu dục cây là cây nào? Cây bầu dục ấy. Cây năm thân ấy. Cây năm thân này á? Vâng. Mặt kia là mặt chính. Ô, cây này mang ra đây à? Vừa ông công ông định bán cái này mà. À, tên người khác à? Vâng, chụp ảnh lên to thế mà bé tí. Đấy, đánh vào khu vực trung tâm này.